Thưa quý vị, trong tiểu mục cà phê điểm báo như thường lệ, chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị những bài viết nổi bật của các tờ báo in số ra sáng ngày hôm nay. Và chủ đề chính của các mặt báo giấy sáng ngày hôm nay thì vẫn là chủ đề về COVID-19. Cách đây vài ngày thì Bộ Y tế cũng đang tuyên bố khuyến khích các địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị tham gia cần phải tìm kiếm vaccine ngừa COVID-19. Qua đó thì Bộ Y tế cũng cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa cho địa phương, cho doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu, cấp phép lẫn kiểm định và tiêm chủng vaccine. Nhưng trên thực tế cho thấy còn đang vướng phải rất nhiều khó khăn. Và một bài viết trên trang số 14 của báo Tuổi Trẻ cũng đã chỉ ra một số bất cập trong vấn đề này. Bài viết này có tên là 110 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 còn quá xa. Theo chủ trương này, thì Bộ Y tế cũng đã công bố danh sách 36 doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển vaccine ở Việt Nam. Bộ Y tế cũng cho biết sẽ tạo điều kiện khi các doanh nghiệp, hiệp hội tìm được nguồn vaccine ngừa COVID-19. Nếu vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê chuẩn, việc xem xét hồ sơ chỉ kéo dài khoảng 5 ngày. Tuy nhiên, thì một số doanh nghiệp có tên trong danh sách 36 doanh nghiệp này đã tỏ ra ngờ ngại. Nếu vô đường vaccine thì bán cho ai? Tiến độ tiêm chủng sẽ như thế nào? Chúng tôi có quyền ký hợp đồng trực tiếp với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vaccine hay không? Hay phải ưu tiên cho những đối tượng tuyến đầu? Vì đại diện này băn khoăn. Theo thông tin từ doanh nghiệp này, vaccine ngừa COVID-19 có hạn dùng chỉ trong thời gian là 6 tháng. Thời gian sản xuất, vận chuyển về đến Việt Nam có khi đã mất đến 1 tháng rưỡi. Khâu kiểm định, thủ tục cho vaccine mất nửa tháng. Nếu tiêm chủng chậm thì có thể dẫn đến là hết hàng vaccine. Khoản chi phí này thì do ai sẽ chi trả? Thưa quý vị, cũng chính vì thiếu cơ chế, đại diện một doanh nghiệp mỹ phẩm châu Âu kinh doanh tại Việt Nam cho biết, doanh nghiệp này hiện có 2.000 nhân viên sẵn sàng chi trả chi phí hợp lý để tiêm chủng cho nhân viên. Nhưng đăng ký với ai, chờ đến bao giờ thì được tiêm? Chúng tôi sẵn sàng chờ, nhưng không biết đăng ký ở đâu, đại diện doanh nghiệp này cũng cho biết thêm. Vâng, đó cũng đang là một cái bất cập hiện nay trong việc là chúng ta tiến hành tiêm vaccine phổ cập cho toàn dân và tiến đến là miễn dịch COVID-19 trong cộng đồng. Rõ ràng COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt, mọi khía cạnh của đời sống, từ cuộc sống sản xuất cho đến là văn hóa giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, không tổ chức thi tuyển mà thay bằng hình thức xét tuyển vào lớp 10 được các chuyên gia, các giáo viên đánh giá là phù hợp trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, nhất là đối với những địa phương xưa nay có tỷ lệ chọi thấp, điểm chuẩn chạm đáy. Đó là thông tin được đăng tải trên trang 2 của báo Lao động trong bài viết với nhan đề Linh hoạt phương thức tuyển sinh vào lớp 10. Mới đây, trước diễn biến phức tạp khó lường của COVID-19, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã điều chỉnh từ phương thức thi tuyển sang xét tuyển. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng cho biết, tuy phương thức tuyển sinh có thay đổi nhưng vẫn đảm bảo xét tuyển một cách công bằng, khách quan và chất lượng bởi bài kiểm tra học kỳ của học sinh trung học cơ sở do Phòng Giáo dục Đào tạo ra đề chung với 3 môn thi Văn, Toán, Anh văn. Xét tuyển hiện cũng là phương thức được nhiều tỉnh thành lựa chọn, nhất là áp dụng với những trường, những địa phương có tỷ lệ đăng ký nguyện vọng không chênh lệch nhiều so với chỉ tiêu. Các chuyên gia cũng cho rằng nên linh hoạt các phương thức thi tuyển xét tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển sao cho phù hợp. Với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hiện nay, các địa phương cần tính toán thêm phương án xét tuyển. Đối với các địa phương có tỷ lệ cạnh tranh cao hoặc các trường trung học phổ thông có tỷ lệ chọi cao thì nên tổ chức thi. Các trường còn lại có thể nghiên cứu hình thức xét tuyển. Hiện nay các trường đại học đang triển khai rất tốt phương thức xét tuyển học bạ và có thể áp dụng với việc tuyển sinh vào lớp 10. Thưa quý vị, một bài báo khác liên quan đến quy hoạch thành phố đã được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ mà chúng tôi xin được trích đọc cùng với quý vị. Vừa qua thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đồng ý với Sở Xây dựng về phương án chỉnh trang công viên Bến Bạch Đằng, quận Nhất. Trong đó thì sẽ di dời đúng hạn 178 cây xanh các loại để trồng mới, thay thế lại mảng xanh. Nhiều người cũng băn khoăn về việc là phải chặt cây xanh. Trong khi đó thì thành phố đang thiếu hụt mảng xanh trong cộng đồng. Trên trang số 8 của báo Tuổi Trẻ đã đi tìm câu trả lời cho sự việc này qua bài viết Vì sao phải chặt cây ở Bến Bạch Đằng. Theo đó, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cho biết, dự án cải tạo công viên Bến Bạch Đằng nằm trong chuỗi công trình chỉnh trang đô thị, kết nối không gian đi bộ từ đường Nguyễn Huệ qua phía bờ sông Sài Gòn. Bến tàu du lịch và một công viên cục cờ thủ ngữ tạo điểm nhấn cho thành phố. Qua khảo sát, thì tổng số lượng cây xanh tại công viên Bến Bạch Đằng là 178 cây, trong đó có 140 cây bóng mát và 38 cây kiểng. Công tác cải tạo, chỉnh trang công viên đã được hoàn tất phương án tổng mặt bằng. Riêng phương án xử lý cây xanh đang được tổ chức khảo sát, đánh giá và trung tâm thì vẫn đang thực hiện. Hiện nay thì việc khảo sát đang tổ chức đánh giá chi tiết từng cây để xây dựng phương án xử lý phù hợp nhất. Ông Điệp cũng khẳng định, theo nhận định ban đầu, các cây xanh hiện hữu tại công viên chủ yếu là cây tạp, phượng, sò đo, điệp có giá trị không cao.
Mặt khác, phương án mà Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt sẽ ưu tiên chỉnh trang công viên Bến Bạch Đằng theo hướng tạo nhiều mảng xanh, tầm nhìn thông thoáng, nên việc di dời, đốn hạ các cây này đã được nghiên cứu kỹ và không gây ảnh hưởng đến mỹ quan công viên. Một thông tin rất nóng và được dư luận xã hội quan tâm trên mạng trong những ngày vừa qua đó chính là thông tin liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đại Nam Nguyễn Phương Hằng. Liên quan đến vụ án bà Lê Thị Giàu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam thì trên trang 13 báo Người Lao động sáng nay đăng tải bài viết căn cứ nào để đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng. Trong đơn kiện, bà Lê Thị Giàu cho rằng bị bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm. Cụ thể, theo bà Giàu, bà Hằng đã đưa ra nhiều thông tin bịa đặt như bà Giàu là doanh nhân siêu lừa đảo, bà Giàu và ông Võ Hoàng Yên không đội trời chung. Không chỉ vậy, bà Hằng nói rằng ba thương hiệu do bà Giàu làm chủ là thương hiệu đểu, chứng nhận giả. Cũng theo bà Giàu, trước đây, bà thường nhận được tin nhắn có lời lẽ xúc phạm đe dọa từ bà Hằng. Từ những lý do đó, nguyên đơn đề nghị tòa sơ thẩm buộc bị đơn chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của nguyên đơn, yêu cầu bị đơn gỡ bỏ nội dung trên mạng xã hội, công khai xin lỗi kẻ chính. Đồng thời, nguyên đơn cũng đưa ra mức yêu cầu bồi thường là 1.000 tỷ đồng. Bàn về vấn đề này, luật sư Trần Quý Lễ, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng người khởi kiện rất khó chứng minh số tiền thiệt hại lên đến 1.000 tỷ. Giả sử cơ quan chức năng cộng mọi khoản bồi thường trong tất cả điều luật quy định ở mức bồi thường tổn thất về mặt tinh thần theo Bộ luật Dân sự năm 2015 thì tổng mức tiền bồi thường cũng không thể cao đến thế. Và chiếu theo đó, mức bồi thường tối đa tòa án có thể tuyên chỉ là 160 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Chuyển sang một thông tin kinh tế khác được báo chí sáng nay phản ánh. Thưa quý vị, thông tin về doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký góp vốn và con số góp vốn này thì nhiều người nghe đến sẽ rất bất ngờ khi nó rơi vào khoảng là 500.000 tỷ đồng, tương đương là 21,7 tỷ đô la Mỹ, gây xôn xao trong giới kinh doanh. Báo Người Lao động cũng đã tìm hiểu và phân tích về sự việc này qua bài viết trên trang số 10 với tiêu đề Thực hư siêu doanh nghiệp với vốn 500.000 tỷ đồng. Theo đó, thì ông Nguyễn Vũ Quốc Anh là người vừa đứng tên đăng ký thành lập một loạt 5 doanh nghiệp, trong đó có một công ty với vốn điều lệ đăng ký siêu khủng 500.000 tỷ đồng Việt Nam. Trụ sở của một trong 5 công ty ở phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là một căn nhà cấp 4 trong khu dân cư. Ngành nghề đăng ký chính của công ty là lập trình máy vi tính, in ứng, buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Vốn điều lệ đăng ký ban đầu của công ty này vượt xa cả những ngân hàng, tập đoàn lớn của nhà nước, tư nhân như EVN, Vingroup, Vinamilk, Vietcombank. Theo các chuyên gia pháp lý, do quy định khá thoáng về pháp luật về quyền tự do đăng ký vốn điều lệ, nên nhiều nhà đầu tư trong nước có xu hướng đăng ký mức vốn điều lệ lớn nhằm tạo lòng tin cho đối tác. Đổi lại, trong thời gian 90 ngày thực hiện việc góp vốn điều lệ, công ty có thể đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ đăng ký rất lớn nhằm có được lòng tin để ký hợp đồng giao dịch với đối tác. Hiện nay thì để tránh những trường hợp đăng ký vốn quá cao mà không mang tính thực tế, rủi ro do doanh nghiệp đem giấy cấp phép ghi nhận số vốn lớn để qua đó tạo lòng tin nhằm lừa đảo đối tác giao dịch. Các chuyên gia cũng cho rằng pháp luật của chúng ta cần nên có những quy định chặt chẽ hơn và chế tài nặng hơn để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì hàng loạt các dự án BOT giao thông có doanh thu không đạt được theo phương án tài chính. Thực tế này đã xuất phát từ nút thắt cũng như cách tính toán không sát thực tế dẫn đến các rủi ro về lưu lượng xe qua trạm, doanh thu không đảm bảo. Bàn về khía cạnh này, trên trang 3 của báo Lao động đã có bài viết rất đáng chú ý với dòng nhan đề có chính sách minh bạch nhất quán, đừng để doanh nghiệp sợ mô hình BOT. Theo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong giai đoạn 2011-2015, cả nước triển khai được 88 dự án BOT. Nhưng trong các năm từ 2015 đến 2020, chưa có bất kỳ một dự án BOT giao thông nào được triển khai. Nhiều nhà đầu tư cho rằng quy định của các nghị định điều chỉnh rất lớn đến nội dung các hợp đồng BOT, trong đó mức phí BOT không được tăng theo lộ trình hợp đồng, đã khiến sự điều chỉnh tăng năm thu ở các dự án này có nghịch lý với quy định cho vay của ngân hàng. Việc quy động vốn từ nguồn nào là do sự hạch toán của cơ quan quản lý nhà nước, và khi triển khai dự án BOT phải có nguồn từ ban đầu để tránh trường hợp đưa vào các nguồn dự kiến để thu trong tương lai. Nhưng trên thực tế, nguồn thu đó chưa chắc được đảm bảo sẽ dẫn đến việc không chỉ nhà đầu tư không thực hiện cam kết của mình, mà chính cơ quan quản lý nhà nước cũng không thực hiện được cam kết của mình. Đây là rủi ro rất lớn đối với các dự án BOT khi nhà đầu tư kêu cứu thì sự việc đã đi quá xa. Do đó, các chuyên gia cho rằng muốn quy động được nguồn vốn trong xã hội phải có chính sách minh bạch rõ ràng và nhất quán đối với mô hình BOT.
Thưa quý vị, trong thời điểm dịch COVID-19 đã có những diễn biến phức tạp và kể từ khi bùng dịch từ tháng 12 của năm 2019 cho đến nay thì hầu như là tất cả mọi mặt và mọi lĩnh vực kinh tế trong đời sống đều bị ảnh hưởng. Vì vậy mà bên cạnh việc có thể khắc phục được cái việc bị ảnh hưởng nguồn thu bởi dịch COVID-19 thì nhiều người cũng đã tìm đến những nguồn có thể đầu tư mà điển hình đó chính là đầu tư vào chứng khoán. Và tiền đổ vào chứng khoán nhiều đến nỗi vừa qua thì hệ thống giao dịch cũng đã bị nghẽn. Thực tế thì gần đây, dịch càng bùng phát thì tiền đổ vào chứng khoán lại càng nhiều. Trên trang 7, báo Tuổi Trẻ cũng đã có bài viết phân tích về thị trường này qua chuyên mục Chứng khoán tăng mạnh do COVID-19. Theo đó, thì dòng tiền từ trong nước góp sức đẩy các chỉ số chứng khoán tăng mạnh, bất chấp khối lượng bán ròng. Kết thúc tháng 5 vừa qua, các nhà đầu tư ngoại đã bán ròng 11.687 tỷ đồng, nhưng sắc xanh vẫn ngập tràn trên thị trường vì nhóm nhà đầu tư cá nhân và tự do kinh doanh đã mua ròng với 11.704 tỷ đồng. Dòng tiền đổ vào chứng khoán nhiều, như sáng ngày 1 tháng 6, giá trị giao dịch trên sàn HOSE đã vượt 21.700 tỷ, khiến cho lãnh đạo sàn này phải xin nghỉ phiên chiều để đảm bảo an toàn cho hệ thống. Phân tích về dòng tiền, theo ông Huỳnh Minh Tuấn, giám đốc môi giới hội sở chứng khoán Mira Access, hiện dư nợ thống kê qua hệ thống ngân hàng, bất động sản vẫn là kênh được người Việt đổ tiền lớn nhất, khoảng 20% tổng dư nợ, tương đương là 80 tỷ đô la Mỹ, tính đến cuối quý 1 năm 2021. Nhưng nhìn vào tốc độ tăng trưởng tín dụng cũng đã cho thấy chững lại. Đầu tư vàng cũng đã sụt giảm rõ rệt. Kênh trái phiếu doanh nghiệp thì Bộ Tài chính siết chặt pháp lý. Kênh gửi tiết kiệm, ông Tuấn cũng cho rằng mức lãi suất từ 4 cho đến 6%, đối trừ lạm phát và tỷ giá gần như không còn gì nên cũng kém hấp dẫn. Vì vậy, tiền đổ vào chứng khoán cũng nóng hơn. Tuy vậy thì khi thị trường tăng nóng, nhà đầu tư luôn phải xác định lợi nhuận lớn thì rủi ro cũng cao. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua rất nhiều những thông tin nổi bật trên các báo số ra sáng ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc chi tiết hoặc theo dõi lại nội dung này trên kênh YouTube của kênh VTC9.